Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của đồng hồ Hải Triều Với người dùng phổ thông thì khi tìm kiếm mua một chiếc đồng hồ cơ bản thôi để sử dụng cho mục đích là theo dõi thời gian hàng ngày thì mức giá trung bình thì thường nhiều khách hàng đưa ra thì đâu đó sẽ quanh con số là 3 triệu Ở mức giá này á, chiếm ưu thế sẽ là đại đa số là đồng hồ máy pin chứ không phải là đồng hồ tự động Về tự động thì cũng có thôi nhưng mà về độ bền cũng như là khả năng chính xác của nó thì mình không có đánh giá cao so với những chiếc đồng hồ máy pin Nếu mà tự động mà dòng cao cấp á thì đáng để mua hoặc là trung cấp thì cũng đáng đi mua tuy nhiên mà tự động mà rẻ quá thì chúng ta nên cân nhắc bởi vì độ sai số của nó cũng như độ bền của nó à, lâu ngày nó sẽ có một cái sự khác biệt rõ rệt ở video này mình sẽ tiến hành phân tích cho các bạn là ba chiếc đồng hồ đến từ Orient, Fossil và Casio và mức giá của ba chiếc đồng hồ này chỉ dưới con số 3 triệu và nó sẽ có nhược điểm mà mình khá bất ngờ mình muốn giới thiệu các bạn rồi bây giờ mời các bạn khám phá nhé à, rồi đầu tiên mình sẽ trên tay cái phiên bản Orient trước đi đó đây là một anh chàng đến từ nhật bản a thực ra là orient nè là hai anh chàng tới từ nhật còn fossil thì cái anh này lại là đến từ một thương hiệu thời trang của mỹ Uh, Orient trước thì phía trước các bạn sẽ có đường kính của chiếc đồng hồ này sẽ là 42mm và độ dày của nó sẽ khoảng là 9mm Vỏ và dây của chiếc đồng hồ này được hoàn thiện bằng thép không rỉ Tuy nhiên cái cảm nhận của mình trên tay thì cái phần đồng hồ này mình vào mình sơ vào á Mình thấy nó hơi thô một xíu, những cái đường góc cạnh của nó, nó hơi còn bén Nhưng mà nó lại hoàn thiện theo phong thái là kiểu mà bụi bẩm, một chiếc đồng hồ bụi bẩm uh, Thì mình thấy tổng quan lại uh, cũng đúng tại vì mặt đeo của chiếc đồng hồ này nó lại có một cái phong cách là đồng hồ pilot đồng hồ vi công và cái tông màu mặt đeo của chiếc đồng hồ này sẽ là tông màu xanh và khi các bạn soi dính sáng mạnh thì bạn sẽ thấy được nó có một hướng chạy tia à, về những cái vạch chi giờ cũng như vạch chi phút của chiếc đồng hồ này đơn giản thôi nó chỉ là những cái vạch sơn màu trắng thôi và nó sẽ không có dạ quang và các bạn sẽ có kim giờ kim phút của chiếc đồng hồ này dạng bản lớn hình lưỡi kiếm và nó sẽ có dạ quang duy nhất ở hai thanh kim này và ở vị trí góc 3 giờ nhìn qua các bạn thấy một cái ô hình chữ nhật đúng thiệt nó nhỏ xíu à. Cái ô này nó sẽ cho các bạn xem là nó là ngày bao nhiêu. Nó hơi nhỏ và nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ bị lướt qua luôn, không có phân biệt được cái ô này à ủa ngày nằm đâu ạ. À? Hơi khó để phát hiện ra. À, 12 giờ xuống thì bạn sẽ có logo ORIENT còn góc 6 giờ dành lên các bạn sẽ thấy dòng chữ là water resist cũng như là chữ SP màu đỏ là dòng sport của um, ORIENT à, mình đeo thử trên tay nhé. Chiếc đồng hồ này thì mình cũng khá là thích. Mình thích nhất là phiên bản dây dù cơ. Nhưng mà dây dù thì đẹp thì có đẹp nhưng mà thực sự là nếu mua một phiên bản mà dây sắt như thế này mà chúng ta thay dây dù thì dễ còn nếu mua chiếc đồng hồ mà dây dù rồi mà muốn thay dây sắt thì đặt bộ dây nó hơi chua đó hơi bị lâu đó mình trên tay khá là hợp với mình nó trẻ à, thích đó mình cũng thích chiếc này lắm đó rồi à, bây giờ mình sẽ đến cái phiên bản là đồng hồ của hãng đồng hồ mỹ fossil để xem xem cái hãng đồng hồ này sẽ có cái gì hay thì tổng quan là ba chiếc đồng hồ này thì mình đánh giá chiếc fossil này là một phiên bản nó khá là độc đáo nó theo một cái chủ nghĩa là đơn giản hoàn toàn luôn các bạn sẽ có một cái chiếc đồng hồ với đường kính mặt của nó là 44 mm và các bạn sẽ có độ dày tổng thể của nó là khoảng là 11 mm ở à, 44 11 Oh, khá là mỏng cũng nhìn cũng đẹp đó chứ vỏ của chiếc đồng hồ này sẽ là thép không rỉ tuy nhiên khi mà mình so thử chất liệu thép không rỉ của Fossil với Orient thì mình cảm thấy là có vẻ là Fossil nó ăn đứt nhiều hơn mình nghĩ là do cái chất lượng mà hoàn thiện của Fossil nó cao cấp đó nhưng nó khá là đẹp các bạn rờ và các bạn sẽ cảm thấy nó liền mạch và nó mềm mại hơn so rất là nhiều so với cái mỏng của Orient vừa rồi kết uh, hợp của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có một bộ dây cao su đó ô oh, dây hơi đẹp nha rất là chắc nha và dày và đặc biệt bộ dây này khi lật bằng sau ra các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái dạng là cái khóa để thao tác nhanh quick release à, chỉ cần gạt ra là lấy được bộ dây để cho các bạn có thể độ thêm những bộ dây là dây kim loại này cũng như là dây vải dây dai đó tùy theo cái gu sở thích của các bạn mình thì cực kỳ ưu ái thích những chiếc đồng hồ thế này hơn hoàn toàn là khi mình gỡ ra mình không phải dùng bất kỳ cái thanh công cụ nào đó và thao tác chúng ta gắn lại vô cùng là đơn giản luôn rồi về mặt đeo của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có theo cái tâm chủ đạo là màu xám bạc à, nó sẽ có cái hiệu ứng chảy tia ở mặt trong khi mình soi dính sáng như thế này và khi bạn chú ý cái rìa ngoài của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy nó hơi nghiêng và nó sẽ đánh số là 5 phút đánh một lần thì đặc điểm này nhìn nó sẽ giống với những chiếc đồng hồ lặn à, tuy nhiên chiếc đồng hồ này không xoay được cái viền gen, nó hơi uổng chỗ đó không sao à, đẹp thôi cũng được không cần xoay cũng được rồi các bạn sẽ có những vạch giờ của nó là dạng là nổi khói luôn và những vạch giờ này sẽ có dạ quang bên trong Và kim giờ kim phúc của chiếc đồng hồ này có một cái kiểu dáng khá là hay Mặc dù là nó ở dạng thanh giống như những cái kim bình thường nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ nó lại giống với bộ kim tên là Beddo đồ thì cái kiểu như là kim mà hình cái cái, cái cái cây mà chúng ta chèo xuồng á ở Việt Nam chúng ta cái cây chèo xuồng hình khác nhưng mà ở nước ngoài những cái cây chèo xuồng thì cái dạng cái bản hình chữ nhật giống vậy thì chiếc này cái đồng hồ này sẽ sử dụng cái bộ kim nó tương tự như là cái kiểu thiết kế là bé đầu các bạn sẽ có một cái ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ nhìn qua đó cái ô lịch ngày này có vẻ như là chúng ta sẽ dễ dàng theo dõi hơn so với cái phiên bản mà Orient vừa rồi rồi bây giờ chúng ta cùng tiếp tục qua phiên bản Casio Thì phiên bản Casio này có lẽ là đây là phiên bản có sai mặt to nhất so với ba chiếc đồng hồ trên bàn ngày hôm nay Thì đường kính của nó sẽ là 47.2mm cùng với độ dày là 12mm Vỏ và dây của chiếc đồng hồ này thì được làm bằng thép không rỉ Tấm kính thì vẫn là tấm kính khoáng thôi Tuy nhiên nó sẽ vắt phẳng Còn cái chiếc fossil vừa rồi thì mặt kính nó sẽ mo cong nhẹ Orient thì cũng vắt phẳng và chiếc đồng hồ này các bạn sẽ để ý kỹ nó sẽ nhìn khá là bóng bẩy và xịn sò đó các bạn sẽ có những cái mắt dây ở phía giữa nè được đánh bóng lên nhìn nó giống giống cái bộ dây Oyster bây giờ mình sẽ trên tay thử xem mà chiếc đồng hồ size 47 trên cổ tay 17 sẽ như thế nào to thì to chắc rồi đó đó nhưng mà nếu mà mình mập hơn một xíu và mình giờ là người trẻ thì mình đeo nó vẫn hợp đó hồi xưa thì mình cũng khá là vân vân để mua chiếc đồng hồ này tuy nhiên do cái size mặt nó quá lớn cho nên nó cản trở mình đến với em này mà không sao nếu bạn nào có phần cổ tay lớn hay là chúng ta thích đeo những chiếc đồng hồ mặt lớn thì có thể lựa chọn đồng hồ này mình thấy kiểu thiết kế nó quá là ổn và quá là đẹp cái mặt đeo của chiếc đồng hồ thì mình đánh giá nó theo nó hơi hướng là đồng hồ châu âu nhiều hơn các bạn sẽ có những cái vạch giờ của nó là những con số la mã nè đồng thời là các bạn sẽ có bộ kim khá là lớn bộ kim ở dạng hình kiếm luôn và cũng có dạ quan bên trong các bạn sẽ có những cái ô hiển thị phụ ở vị trí góc 9 giờ thì đây là một cái ô để các bạn xem được là nó sẽ đo là khoảng là 30 phút ở chế độ Chronograph nè À, vị trí góc 6 dành lên thì ô này sẽ là ô kim dây khi chúng ta thực hiện chức năng là co Wrap và đồng thời là ở vị trí góc 3 nhìn qua thì nó sẽ là một ô kim để hiển thị là chức năng là 24 hay là 12 giờ giúp các bạn xác định là ngày hay đêm ở vị trí góc giữa 5 giờ và 4 giờ thì các bạn sẽ có một cái ô lịch ngày thì mình đánh giá ô lịch ngày này cũng chưa cao lắm đâu tại vì mình nhìn vào nhiều khi mình liếc sơ mình không biết nó nằm ở đâu nó không nhấn mạnh so với cái mẫu phát sổ rồi và nếu là cái mẫu phát sổ á, mình nghĩ là chiếc đồng hồ này nó khá là trực quan là để xem lịch ngày một cách được nhanh nhất và kết hợp cùng cái chức năng câu đó thì các bạn sẽ có hai nút chức năng ở vị trí bên phải này trên và dưới là nút star cũng như là nút reset của chiếc đồng hồ đặc điểm chung của ba mẫu đồng hồ hôm nay thì ở đầu video mình có nói rồi thì bên trong nó sẽ sử dụng là bộ máy pin và mức độ xây số của nó gần như tương đồng nhau là đâu đó khoảng là cộng trừ 20 giây trong một tháng thôi các bạn nghĩ sao về ba chiếc đồng hồ máy pin đến từ hãng Orient, Fossil và Casio thì ba chiếc đồng hồ này có đáng điểm tâm mua hay không và đặc biệt trong tầm giá là dưới con số 3 triệu thậm chí là dưới 2 triệu rưỡi luôn thì các bạn nghĩ là chúng ta có nên mua những chiếc đồng hồ này không rồi nếu các bạn có thích những chiếc đồng hồ nào hay là các bạn muốn gợi ý hay là muốn mình review thêm so sánh thêm những chiếc đồng hồ khác thì có thể comment để lại bình luận phía dưới và nếu các bạn muốn biết thông tin chi tiết cũng như là mức giá bán cụ thể của ba chiếc đồng hồ này thì các bạn hãy truy cập vào đường link đến kèm phía dưới video và nếu cảm thấy video hay và ích thì đừng quên muốn nút like share cho bạn bè và nút chuông để luôn nhận những thông báo mới nhất cũng như nút subscribe để cập nhật cũng như là ủng hộ kênh youtube của chúng mình nhé rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo